đêm ngày 27 tháng 5, hơn 500 ca mắc COVID-19 đã được chuyển từ bệnh viện tâm thần Bắc Giang và huyện Việt Yên đến bệnh viện giả chiến số 2 Bắc Giang. Ông Nguyễn Trọng Khoa, phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh, phó trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Giang, tới bệnh viện giả chiến ngay trong đêm để kiểm tra công tác tiếp nhận. Ông Khoa cho biết hơn 200 F0 được chuyển từ bệnh viện tâm thần Bắc Giang sang bệnh viện giả chiến số 2 nhằm giải phóng để lấy cơ sở thành lập thêm trung tâm điều trị hồi sức tích cực (ICU). Khoảng 300 F0 còn lại chuyển tới từ huyện Việt Yên, mục đích giảm tải bớt cho địa phương tâm dịch của Bắc Giang. Bệnh viện giả chiến số 2 đặt tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang bắt đầu thi công lắp đặt từ ngày 21 tháng 5 với chức năng cách ly, chăm sóc, điều trị và cấp cứu bệnh nhân COVID-19. Các phòng bệnh được thiết lập bằng vách ngăn theo nguyên tắc một chiều tách biệt phòng chống lây nhiễm chéo. Cơ sở này có quy mô 620 giường bệnh, tổng số nhân viên y tế phục vụ lên đến 500 người, huy động từ bệnh viện đa khoa tỉnh, trung tâm y tế quận huyện và phòng khám tư nhân trên địa bàn. Bên cạnh đó, 165 cán bộ y tế công tác tại bệnh viện 198 và bệnh viện y học cổ truyền Bộ Công an cùng tham gia chi viện. Do xây dựng trên nền nhà thi đấu mới khánh thành, bệnh viện còn một số công năng chưa phù hợp, trong đó có khu vệ sinh. Các chuyên gia đã tính thêm phương án khác để đảm bảo nhu cầu vệ sinh cá nhân cho các bệnh nhân. Tại Bệnh viện Giả Chiến số 2 Bắc Giang, ngoài hệ thống camera đã được lắp đặt sẵn của nhà thi đấu, đã bổ sung rất nhiều camera từ hành lang đến các buồng bệnh. Các buồng được lắp đặt hệ thống đèn, báo động để bệnh nhân có thể bấm báo hiệu cho y bác sĩ khi cần. Tất cả hình ảnh sẽ được truyền tới trung tâm, nhiều yếu phẩm sẽ được đóng gói và phát khi các bệnh nhân vào buồng bệnh. Đơn vị quân đội tạo nhà bếp quanh nhà thi đấu để phục vụ bữa ăn cho bệnh viện.